Liên Hợp Quốc hôm 9 tháng 8 cảnh báo rằng hơn 2 triệu người ở thành phố Aleppo của Syria không có nước máy hoặc điện và Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng chiến để sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại và cung cấp viện trợ nhân đạo. Các cuộc tấn công trong tuần này đã phá hoại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng điện nước của Aleppo, trong khi các tuyến đường tiếp phẩm chính đi tới cả vùng phía đông và phía tây của thành phố đều đã bị cắt đứt trong những tuần qua. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã nhiều lần kêu gọi ngừng chiến vì lý do nhân đạo trong 48 giờ mỗi tuần để cung cấp viện trợ vô cùng cần thiết cho cư dân Aleppo và sơ tán họ, nhưng điều này đã không thành hiện thực. Trong khi đó, có tin chính phủ Syria đã điều hàng ngàn quân tiếp viện để tiến hành phản công ở phía nam Aleppo trong một nỗ lực giành lại lãnh thổ bị các phe phiến quân chiếm trong những ngày gần đây. Giao tranh lớn đã diễn ra dọc theo các vùng ngoại ô phía nam Aleppo là Khan Asel, Khan Thawman, Atareb và Samada. Và có tin phía chính phủ và Nga đã oanh kích dồn dập vào các lực lượng phiến quân bảo vệ tuyến hành lang tiếp phẩm đi vào thành phố. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura hồi tháng trước nói ông hy vọng sẽ nối lại vòng 3 của cuộc đàm phán trong nội bộ Syria vào cuối tháng 8. Nhưng chiến sự leo thang ở Aleppo dẫn đến hoài nghi về khả năng này. Một số nhà ngoại giao phương Tây nói không thể có một cuộc đàm phán thực chất mà không có việc ngừng chiến sự.